cái việc bổ sung cái hoạt chất glutathione là rất cần thiết đối với phụ nữ là làm trắng da. Ta biết là hoạt chất glutathione ấy là một cái hoạt chất có khả năng là oxy hóa siêu mạnh, nó tác dụng làm trắng da từ trong ra bên ngoài, và chính nó là dùng là để chỉ định để điều trị cho bệnh, là làm để giúp nó trắng da và chống quá trình lão hóa. Glutathione là một cái chất nó chống oxy hóa và chống gốc tự do hàng đầu ở trong máu. Thế cho nên là nếu mà cái hợp chất glutathione nó đầy đủ thì nó giữ chúng ta cái màu sắc của da nó đỡ bị sạm, đỡ bị đen đi.